Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bình luận của nhà báo Nguyễn Thông đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 2 tháng 8 về sự kiện Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính khảo sát khu Đông Nát mang tên dự án mở rộng nhà máy gang Thái Nguyên. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đông Nát Thái Nguyên. Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày 31 tháng 7 có chuyến chịu khó lên tận Thái Nguyên để đích mục sở thị, nói nôm na là nhìn tận mắt đống sắt rỉ khổng lồ của nhà máy gang thép Thái Nguyên mở rộng. Nếu không nhầm, thì lần này đầu tiên ông Chính nhìn thấy đám của nợ này, có vẻ rưng rưng, xót xa lắm. Đám sắt sắp thành đất ấy do bọn nhà thầu Tàu Cộng anh em hữu nghị để lại sau khi chúng ôm tiền An Nam rồi lặng mất hút con mẹ hàng lương. Chơi với nó xưa nay là thế, mà hình như nó chỉ đối xử kiểu này với thằng em dạy, chứ ngay cả Lào, Cam chúng cũng trả nợ xuống tay. Đã hơn 15 năm trơ gan cùng tuế nguyệt, phơi mưa, phơi nắng, đá cũng phải rỉ, nói chi sắc. Mấy đời thủ tướng vô trách nhiệm với đống của nợ đen xì này. Cuối cùng ông Chính gánh tất. Tôi mà làm thủ tướng đương nhiệm, tôi lôi cả đám tiền nhiệm, từ thời 3X ra, rồi cả chủ tịch quốc hội, thậm chí cả tổng bí thư chủ tịch nước, chỉ vặn một câu. Các ông đã làm gì để gây hậu quả nghiêm trọng thế này, để chúng tôi đã không được ăn ốc lại còn còng lưng đổ vỏ. Các ông hạ cánh an toàn hoặc sắp hạ cánh, tôi có thể lờ đi. Nhân dân có để cho các ông yên không? Thưa ngài tể tướng đương nhiệm, tôi nói thật, đám sắt rỉ hoành tráng ngàn quả núi ấy từng trị giá gần 5.000 tỷ, nên bán ve chai ngay được đồng nào hay đồng đó, đừng tiếc rẻ, lưu luyến gì. Đừng có giao cho ông Phó Lê Minh Khái bằng cách khôi phục nữa. Thời nay chứ không phải 15 năm trước, công nghệ đã thay đổi chóng mặt, hay ho gì việc tiếp tục thứ công nghệ tàu lạc hậu do chúng cố tình tuồn sang ta. Đống sắt rỉ đó có đánh đòn bóng rồi phun PU lên cũng chỉ để ngắm thôi, dùng thế quá nào được. Chỉ còn cách duy nhất hợp lý bán cho Đồng Nát ve chai. Đau một lần nhưng dứt điểm, cũng như trị ung nhọc phải mổ cắt phăng vậy. Để thêm dăm 10 năm nữa, khi ấy thành đống đất, đứa hậu nhiệm có lên nhìn thấy cũng chả khóc hu hu. Mà ông có rảnh, quên đống sắt rỉ đó đi, dành thời gian mà trị thẳng cánh mấy đứa ban hành mẫu hộ chiếu mới đang bị thế giới tẩy chay kia kìa. Chúng hành dân, làm khổ dân, đó mới là việc cần làm ngay.